bậc thầy tiên tri bất ngờ chỉ mặt. Năm con giáp ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch được thần tài cưng như cương chứng, tiền vàng vượng phát, giàu có bất thình lình. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. À, quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã bước vào cái ngày thứ hai của cái tháng 7 âm lịch, ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch, ngày mà được cho là ngày mà Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan. À, vậy nên là sẽ có những cái điều hung họa xảy ra mà rất nhiều người đang lo lắng và sợ hãi à, quý vị thân mến nói chung ấy trong cuộc sống của con người ngoài cái ước mong một cuộc sống được hạnh phúc thì thành công giàu có là cái điều mà bất cứ ai cũng khao khát để mà chạm tay tới mà không chỉ một lần mà nhiều lần trong đời khao khát là như vậy thế nhưng trên thực tế thì có rất nhiều người dù đã cực kỳ chăm chỉ cố gắng cày ngày cày đêm bắn mặt cho đất bán lưng cho rời vất vả lam lũ một đời mà nói chung ý, nghèo thì vẫn cứ hoàn nghèo, vẫn cứ không thành công. Đấy. Biết rằng trời sinh mỗi người một cái số mệnh khác nhau, thế nhưng không phải ai cũng sẽ cả đời được may mắn mà cũng chẳng có ai là cực khổ mãi cả. À, theo luận giải mới nhất của các thầy chuyên gia phong thủy và tử vi học dự đoán, đúng ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch tới đây, cùng với cái sự thay đổi của đất trời, cái vận khí và cái tài lộc của 12 con giáp cũng sẽ có nhiều cái biến động nhất định. À dù trong thời gian tới thì vận mệnh chuyển biến tốt hay xấu thì đều không quan trọng là gì. Và chúng ta biết nắm bắt. Nếu không ấy, sẽ như gì? Cát trượt qua tay, bỏ lỡ đi cái cơ hội vàng trời ban. Đó. Căn cứ vào cái sự dịch chuyển của các tròn sao cũng như là các thiên tinh cùng với cái sự tương sinh tương khắc của ngũ hành vận niên. À, trong cái ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch sẽ có năm con giáp may mắn hơn cả do có được cái ngũ hành tương sinh trợ mệnh lại thêm nhiều cái cát tinh nó cao chiếu thần tài thần may mắn cũng trực tiếp theo chân cộng thêm với lại thần tài ban phúc mà quý nhân cũng sẽ tương trợ giúp đỡ thời gian này thì thấy rõ cái dấu hiệu sự tăng trưởng mạnh mẽ ở nhiều cái phương diện sự nghiệp và tiền bạc thì đều đạt được những cái thành công như ý bên cạnh đó nhân duyên thì cát lành hứa hẹn cuộc sống được hạnh phúc viên mãn 10 phân vẹn 10 hướng đến cái sự thăng hoa rực rỡ, giàu có môn phần. Để biết được đó là những con giáp nào và cụ thể là những tuổi nào. À, và quý vị sẽ nhận được cơ hội gì và phải làm sao để tận dụng được những cơ hội này. Ấy. Thì ngay sau đây Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để nắm bắt được cái vận may của mình quý vị nhé. À, thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch ngày Tân Sửu ấy thì đó chính là những người tuổi Sửu là con giáp may mắn đầu tiên. Ở trong ngày hôm nay ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch thì những người tuổi Sửu được cái thiên ấn nó chiếu mệnh. Những người tuổi Sửu sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên trong ngày hôm nay. Cấp trên cũng sẵn sàng trao cho các bạn những cái trọng trách lớn lao hơn nữa. Đó chính là một cái nấc thang để các bạn tiến gần hơn đến những cái quyết định là thăng chức, tăng lương và đạt được cái sự thành công trong sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, ở trong thời gian này, đối với những người phải tiếp xúc với nội dung công việc mới hoặc là cái môi trường mới ấy, thì quý vị cũng tự tin thể hiện cái quan điểm của mình. Nhiều cái sáng kiến mới mẻ cũng sẽ giúp cho tập thể phát triển và có những cái bước đi thành công lớn hơn. À quý vị không chỉ làm giàu cho chính mình mà còn làm giàu cho cả tập thể và những người đi theo mình nữa. Nói chung ấy, trong thời gian này thì thần tài luôn ở bên cạnh và quý nhân cũng sẽ tương trợ giúp đỡ, giúp cho cái vận trình của những người tuổi Sửu được thuận lợi, hanh thông và may mắn hơn. Vì vậy Quý vị hãy nên tận dụng cái cơ hội tuyệt vời này để mà gia tăng thêm cái may mắn cũng như là tạo thêm những cái bước đệm để, để, tiến đến cái nấc thang giàu có quý vị nhé. Và để vận trình của mình nó được hanh thông thuận lợi thì những người tuổi Sửu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch ngày Tân Sửu này không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Hợi. Những người tuổi Hợi trong ngày hôm nay được cục diện là Hợi, Tý, Sửu là tam hội. Bên cạnh đó, công việc của những người tuổi Hợi trong ngày hôm nay thì suôn sẻ hơn trước rất là nhiều do có cục diện tam hội nó tương trợ nó giúp đỡ. Nói chung ấy, À, những người tuổi hợi cũng sẽ được những người đi trước dẫn bừa đường chỉ lối gặp khúc mắc cũng sẽ được giải quyết một cách sớm quan hệ với đồng nghiệp và với những người xung quanh ấy, thì cũng vô cùng là hòa thuận đó. từ đó cũng sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi hơn và quý vị sẽ đạt được những cái bước tiến nhất định trong cái sự nghiệp cũng như là trong cái công việc của mình thêm nữa cái may mắn còn đến với những người tuổi hợi trong cái ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch ngày tân sửu ấy là được thực thần nó ghé thăm thực thần độ bệnh nó giúp cho những người tuổi hợi ăn nên làm ra. À, có cái sự hoàn trả nợ nần hoặc là gì giải quyết các vấn đề à, một cách là thuận lợi may mắn bên cạnh đó trong thời gian này quý vị cũng có nhiều cái cơ hội giao lưu gặp gỡ à, và tìm kiếm được những cái cơ hội để mà gì gia tăng thêm cái vận trình tiền bạc cho mình. Nói chung ấy, trong thời gian này thì vận trình tiền bạc tài lộc cũng sẽ được hanh thông, đặc biệt những người buôn bán làm ăn, những người kinh doanh buôn những người kinh doanh ấy hoặc là những người làm nghề tự do, đầu tư thì cũng sẽ được tài lộc nó ùn ùn kéo đến. Tiền thì đếm mỏi tay, tiêu hoài cũng không hết. À, tuy nhiên, trong thời gian này thì chúng ta có hợi thủy, nó bị xỉu thổ nó khắc. Vậy nên là cái vận trình tình cảm cũng vướng phải một vài cái khúc mắc nhất định. Dù đôi bên vẫn còn tình cảm với nhau ấy, nhưng mà cũng không thể phủ nhận những cái mâu thuẫn đang ngày càng được nảy sinh. Đôi khi ấy, đối phương cũng sẽ đưa ra những cái ý kiến áp đặt khiến cho bạn bản mệnh cảm thấy là mệt mỏi và không muốn lắng nghe nữa. Nói chung ấy, trong thời gian này những người độc thân cũng sẽ à, không được vượng nhân duyên Tình cảm trong thời gian này, nói chung cái vận trình tình cảm thì hơi xấu Vì vậy, để mang lại cái may mắn thì những người tuổi hợi hãy luôn nhớ Mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để được trợ mệnh hộ thân à, Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi quý vị nhé. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi tỵ. À, thưa quý vị, trong cái ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch ngày Tân Sửu ấy thì những người tuổi tỵ được cục diện là tỵ dậu sửu là tam hợp. Đó. À, thêm nữa lại được cục diện là hỏa thổ tương sinh, vậy nên nó cũng mang lại nhiều cái dấu hiệu tốt lành trên con đường tình duyên của những người tuổi tỵ. Những người độc thân thì sẽ chủ động hơn trong cái chuyện tình cảm và sẵn sàng tìm nhiều cách để mà tiếp cận những người mình thầm yêu trộm nhớ. Bên cạnh đó, cái tính chủ động cũng sẽ giúp cho những người tuổi Tỵ nhanh chóng kéo gần cái khoảng cách với đối phương. À, quý vị hãy cùng với những người đó nói về những sở thích chung hoặc là những quan điểm chung phù hợp trong cuộc sống. Thêm nữa, trong thời gian này lại được cục diện là chính quan nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên con đường sự nghiệp của những người tuổi Tỵ cũng cực kỳ hanh thông thuận lợi các bạn không những là hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao mà còn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh gây ấn tượng sâu sắc với ban lãnh đạo cũng như là gì đồng nghiệp của mình à, và nhờ cái cục diện tam hợp nó tương trợ giúp đỡ nữa vậy nên là cái vận trình công việc hành thông luôn được quý nhân song hành bên cạnh à, vậy nên những cái khúc mắc những cái khó khăn trong công việc cũng đều được giải quyết một cách là thấu đáo à, bên cạnh đó Sức khỏe của những người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay cũng khá là tốt do là cục diện là hòa thổ tương sinh. Vậy nên là không có gì đáng phải lo no ngại. Tuy nhiên, quý vị vẫn nên để ý đến cái vấn đề ăn uống, đi lại, đừng có để cho mình gặp nhiều cái sự cố và thương tật quý vị nhé. Và để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ đó là con giáp may mắn thứ ba tiếp theo con giáp may mắn thứ tư mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch ngày tân sửu này ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi mão à, thưa quý vị Nói chung ấy, những người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều cái may mắn trong cái ngày hôm nay nếu mà biết trước lấy cái thời cơ các bạn không chỉ đạt được cái thành công trong lĩnh vực sự nghiệp, tài lộc mà tình duyên gia đạo cũng sẽ có nhiều cái dấu hiệu được khởi sắc trong thời gian này. Bên cạnh đó, lại được cục diện thiên tài nó chiếu mệnh, vậy nên những người tuổi Mão sẽ có cơ hội phát tài nhờ vào những trò may mắn. Những khoản tiền từ trên trời rơi xuống có thể khiến cho các bạn dư giả trong một cái thời gian dài à nhưng mà quý vị cũng đừng vì thế mà dựa dẫm nhá đừng có tham gia vào những cái trò đỏ đen cờ bạc Kéo cái vận may nó lại bị tan biến mất cũng như là gì à, sẽ dễ nâm vào cái tình trạng của thiên trả địa thậm chí là gì bị nợ nần trồng chất nó kéo theo à, thêm nữa cái phương diện tình cảm của những người tuổi mão trong ngày hôm nay ấy, thì quý vị cũng cần phải là chú ý hơn à, và nó gặp cục diện là mão và xỉu đúng không? mão mộc nó khác xỉu thổ vậy nên là tình hình tình duyên của những người tuổi mão trong ngày hôm nay cũng không được thuận lợi cho lắm nhiều cái khúc mắc nhiều cái xung khắc nó xảy ra khiến cho những người tuổi mão phải phiền não và phải bận tâm khá nhiều à, tuy nhiên cái vận trình sức khỏe của những người tuổi mão trong ngày hôm nay thì cũng khá ổn định à, các bạn cũng cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe nhé tích cực luyện tập thể dục thể thao và ăn uống một cách điều độ làm việc nghỉ ngơi một cách khoa học để uh, sức khỏe của mình nó được tốt hơn quý vị nhé à, thưa quý vị và để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi Mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân quý vị nhé. À, thưa quý vị đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những gia chủ tuổi dậu. À, quý vị thân mến trong ngày hôm nay thì những người tuổi dậu cũng được cục diện tam hợp cục nó tương trợ nó giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi dậu có thể gặp được đồng nghiệp hoặc là đối tác đắc lực để Trợ vận cho cái công việc, cho cái sự nghiệp của mình trong ngày hôm nay à, Và trong thời gian này thì đối phương cũng đưa ra nhiều cái ý tưởng, nhiều cái gợi ý Giúp cho các bạn thực hiện cái công việc được Hanh thông thuận lợi Và đạt được cái lợi nhuận ngoài cái mong đợi à, Với những người làm đầu tư, kinh doanh Thì có thể nhận ra cái điểm mạnh của bản thân Để đầu tư đúng đường, đúng hướng Nhờ thế mà quý vị không quá vất vả Nhưng mà vẫn thu được một cái khoản lợi nhuận dùng dính Đấy, khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ Công việc nó hanh thông thuận lợi là thế. Vậy vậy nên là cái vận trình tài lộc của những người tuổi dậu trong cái ngày hôm nay cũng sẽ ở mức là gì? Tuyệt vời. Lương và thưởng có dấu hiệu được tăng lên đáng kể và cái việc làm ăn kinh doanh, buôn bán cũng đều được thuận lợi, buôn may bán đắt, tiền đếm mỏi tay. À, nhưng mà nếu muốn đầu tư kinh doanh hay là mở rộng vào lúc này thì quý vị cũng cần phải chú ý và gì? Cũng cần phải có một cái kế hoạch kiểm soát tài chính để không bị hư hao thất thoát quý vị nhé. À, thêm nữa trong ngày lại được cục diện là sửu thổ sinh cho dậu kim, vậy nên là cái vận trình sức khỏe của quý vị cũng khá là tốt. Cái sự vui vẻ và cái sự lạc quan là cái điều mà mọi người rất yêu thích ở những người tuổi dậu. Quý vị sẽ phát huy cái điểm mạnh của mình à, để các bạn có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với mọi người xung quanh và nhanh chóng tìm được những cái cơ hội phù hợp quý vị nhé. Vì thế để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi dậu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu sử để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu quý vị nhé đó là con giáp may mắn thứ năm và con giáp may mắn thứ sáu trong ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch ngày tân sửu ấy thì không ai khác đó chính là những người tuổi tý À, trong ngày hôm nay những người tuổi Tý cũng khá là may mắn được cục diện là Hợi Tý Sửu tam hợp lại được cục diện nữa là Tý Sửu là nhị hợp nữa vậy nên trong thời gian này những người tuổi Tý nên tranh thủ làm các công việc quan trọng trong ngày hôm nay à, ngay khi vừa mới bắt tay vào thực hiện các bạn sẽ nhận thấy rằng có rất nhiều yếu tố thuận lợi nó xuất hiện quý nhân thì luôn song hành ở bên cạnh giúp quý vị đạt được những thành tích cao trong công việc À, những cái khó khăn những khúc mắc cũng đều được quý nhân là gì tương trợ giải quyết một cách êm xuôi giúp quý vị hoàn thành tiến độ đúng thời hạn thậm chí là gì còn sớm hơn à, thêm nữa quý nhân xuất hiện trong thời gian này có thể giúp các bạn có một cái cách nhìn nhận mới về cái sự việc à, những người trẻ tuổi thì nên tranh thủ cái cơ hội này để học hỏi thêm những cái điều hay giúp ích rất nhiều cho cái sự nghiệp của các bạn ở trong tương lai các bạn nhé bên cạnh đó công việc nó hanh thông thuận lợi là thế vậy nên là cái tài vận của những người tuổi tý cũng sẽ được hưng vượng công việc xuân sẻ hứa hẹn cái thu nhập của các bạn cũng sẽ được tăng lên đặc biệt những người làm kinh doanh thì có thể chủ động đẩy mạnh cái kinh doanh cái buôn bán và cái đầu tư ngay trong thời gian này quý vị sẽ có cơ hội thu được những khoản lợi nhuận không hề nhỏ khi mà cái thị trường nó đang dần nóng lên bên cạnh đó về cái vận trình tình cảm nhân duyên của những người tuổi tý trong thời gian này cũng khá là tốt đẹp nhờ có được cái đào hoa nó chiếu mệnh cũng như là được cục diện là tam hội hội tý xỉu nó trợ giúp vậy nên những người độc thân đi đâu cũng sẽ được chú ý sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy những nửa kia phù hợp với mình đó vì vậy để gia tăng thêm cái vận may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi tý cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn thứ thứ sáu. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch ngày Tân Sửu. Và trong ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch ngày Tân Sửu ấy thì sẽ có 6 con giáp được các chuyên gia tử vi đánh giá là may mắn hết phần thiên hạ đó là những con giáp sau đây một là những người tuổi sửu hai là tuổi hợi ba tuổi tỵ bốn tuổi mão năm tuổi dậu và sáu là những người tuổi tý đó là sáu con giáp được các chuyên gia tử vi đánh giá là gì sẽ giàu có hết phần thiên hạ à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn